thẻ thè, xé xè, mé mè, thẹn thè, thè cái gì thè, mé mè, xé xè, à, thẹn thè, thè lè đó. Không nói gì nè, vô đầu anh nói Nga, Tàu, Anh, Mỹ, Ý, Lâm, Le. Nga, Tàu, Anh, Mỹ, Ý, Lâm, Le. Trận giặc thứ ba mỏng trợ the là ra đúng rồi đó, ăn cấu xé một quốc gia chuẩn bị đủ tàu xe. Câu này nó ám qua hơi đạo nè. Thế tình mạnh sức theo hồ mé, mà nặng nợ chẳng lo mãi đánh me. Đó là thiên qua đạo rồi đó. Rồi mãn tranh quyền lợi lòng hổ thẹ, là đến ngày kết cuộc quả lè thè. Đó là nói cái đệ nhẹ, đệ tam thế chiến. Là cụ nói năm nay là lâu lắm, bây giờ cụ già rồi, cụ nhỏ tuổi hơn tôi nữa. Chắc năm nay gần 80 gì rồi. Tôi tới 8 mấy là người ta, tôi còn nhớ. Mà những cái cô nói giờ có hết trơn à. Còn cái trận giặc thứ ba này chưa nè, thì nó sắp tới nè. Nó giác ngộ rần rộ, xe không bánh mà thiệt không giác ngộ, đó rần rộ lắm. Thì sau này cũng giả luôn, cái gì cũng có cái định lực, cái thời gian. Hồi đó ai đây thì miễn giác ngộ. Vậy thì không hay gì là tam đại thế chiến là nó xảy ra là có không hay? Có, phải có, nhưng mà nó không có xa đâu. Theo anh em đồng đạo tôi nói với tôi ấy, thì đệ nhị thế chiến là nó xảy ra rồi, cho nên nó mới đến cái chút khốc liệt. Khốc liệt rồi nó mới tràn vô đây, rồi mới tới đến đời luôn. Rồi nó chừng nào mà là bãi núi Lầu Son lộ vẻ thì nó bật lên cái ở ngoài, nó mới tràn vô. Báo ngọc gì nó nổi lên, nó chiếu hào quang ngoài, nó mới đi vô để nó xâm chiếp. Bởi Đức Thầy mới nói bị hàm của báo mới ly dị kỳ máu rơi, là muốn nói mấy nước ngoài á. Chừng đó mới trời ơi đất khởi, mang khổ hình gì bởi chẳng tu. Ham mê quyền quý dại ngu, chỉ tham danh vọng như mù đi đêm. Ta đâu có nói thêm cho chúng, quá vô đời dứt túng ít câu. Ít câu mà ý nhiệm sâu, chúng sanh nhiệm được mấy hầu giá cao. Không hay ở Đức Thầy mình có nói là cũ uy nghiêm mà tình duyên thăm máu mà đổ máu tu chơi mà thùng mà nó chơi đâu không hay? Chưa ba. Cái đó là cái hiện tượng nó rõ ràng. Giở sơn tôi nó thấy muôn nhà, thì tới chừng đó có chừng nào tiếng sấm nổ vang, thất sơn lộ vẻ, đền vàng báo thai, là nó loài cái đền vàng báo ngọc ở Việt Nam này. Cho nên cái thằng thế giới nó thấy Việt Nam bây giờ quá lộng lẫy uy cường ấy, nó mới tràn vô, nó súng nhau nó đi, nó vô nặng mà nó xâm chiếm. Nhưng mà nó vô đây nó xâm chiếm thì nó làm chưa có được. Rồi ta thầy mới nói cử y nhiên tình duyên thăm máu, ba báo đổ máu tuôn rơi, khùng mới nói chơi với chư ăn hàng phục. Khùng nói chơi sao hàng phục, bị quá cực kỳ, cái thầy thâu ngũ hành, cái không có cái đạn cũng không nổ mà súng cũng không bắn, tàu với sông cũng nằm ì rồi, người ta trên đường này cũng quýnh cùi chỏ chơi. Đó là thầy ra cái đó cái thép của thầy đó. Cho nên thầy có nói ở trong cái bài tỏ câu mình biết mà tôi đã nói với anh em hoài, thầy nói nó rõ ràng gì nè, mà còn gì nữa. Thầy nói canh niên diễn lự tối thi thần, canh niên là muốn nói nó là 10 năm nó có cái canh, mà trong 10 năm đó nó hết cái canh này rồi qua cái canh gì, rồi qua 10 năm nữa qua canh gì, rồi 10 năm nữa qua canh gì, nó không có trùng can chi, nó không có trùng, mà cái này nó trùng hết nè. Canh niên diễn lự tối thi thần, là thầy nói à, canh niên này mà để đến tới canh niên rồi mà diễn lự là chúng sanh không lo xa, phải có chuyện buồn gần, là như không tu thì sao khổ cũng mưng, nếu không tu thì khổ cũng mưng, chừng đó mới trời đất khởi thì cũng tiêu à. Cho nên canh niên diễn lự tối thi thần khó ai biết nổi, kê thủ nhất tràng dạng địch nhân, là muốn ám chỉ ai? Muốn ám chỉ Đức Quỳnh Châu Chủ là Đức Thầy mình. Kê thủ tức là đầu tiên nó vô đây là nó đem súng ống quá rồi, tới vô đây nó tính nó hành hung, nó tận diệt hết, thì thầy mới thâu ngũ hành, gọi là kê thủ nhất tràng dạng địch nhân, mà thầy đã chống trả mình nó có mình nè. Kê thủ nhất tràng nó dạng địch nhân là nhiều người rồi, nhất tràng là nó trường hợp đó là mình dài rồi ha, dạng địch nhân là cái đó bài tỏ câu quyền bí nó nam thức, là chỉ ám chỉ cho Việt Nam mình có một người tài năng như vậy đó, cũng như ông Trạng ông tài vậy đó. Nam thức quân thần là ổng cũng là con vua của đất nước, con vua của đất nước,
Nam thức quân thần cuồng lão sĩ, Nam thức quân thần cuồng lão sĩ là ám chỉ, như cuồng lão sĩ là ám chỉ Đức Thầy. Cái hiệu của Thầy là cuồng lão sĩ, cuồng sĩ, lão sĩ. Nam thức quân thần cuồng lão sĩ mới châu nhi phục thủy, thì chỉ có Thầy làm mới đúng cái mức gọi là sao đến việc. Thì thôi thì không già, hết già quá trẻ là bây giờ Thầy trở lại là trẻ lại đó. Châu nhi phục thủy. Dạ ông hai ơi, Đức Thầy mình có nói là tầng ban hậu hẳn là... Cái này đó là, cái đó là trong cái bài mà cũng nói thời cuộc y đang tới nè, dạ. Cái đó tới giờ nè. Dạ ông hai cho con biết chứ. Tầng ban hậu hẳn gì tôi nói nãy giờ đó, là dục thúc đạo đồng kiến thí nguyên chư ban điềm tĩnh sĩ danh hiền, sa di đông hải tuy thiều nhạc, nam đỉnh ngọc đài lộ kỷ thiên. Lớn lực hà quê trung trực thử, hùng ca báo quốc nghĩa đào thiên. Chân ly Phật cảnh hồi Nam Việt, mới diệt khỏi sanh kỳ dị chuyển mương. Còn cái câu kế là cái câu cái bài kế thì cũng quên, không có nhớ hết. Dạ. Nó không có lào lào bị, hồi đó Thiên Cơ chú coi kỹ lắm. Dạ. Đọc sơ qua, đó là tầng ban hậu hạnh tiên diêu động. Thì mình nghiên cứu là tầng trước, mai sau nhiều cuộc đất cài. Dạ. Đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa là nó tấn công mình nè. Nó mình là lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiện đức được là bao nhiêu, đó là một bài của Thầy. Bây giờ tầng ban hậu hận tiên diêu động là nó đầu tiên là nó diêu động mà về với Việt Nam mình trước, bị cái mối thù giữa ông cha mình hồi trước đó, cho nên nó truyền thống tới bây giờ nó phải trả cái quán đó. Mà nó xuống ở đâu trước? Nó xuống ở Tam Châu. Châu Giang, Châu Phú và Châu gì đó, trong cái quận Châu Phú nó có cái châu gì nữa là Tam Châu, là ở châu Đốc nè. Yeah. Hữu ngàn lị nhỏ xa, nó được thập bát chư bang cũng động can qua cũng đến đó nữa. Yeah. Nó mới dương gian mảnh thú trừ tàn ác, thì dương gian mảnh thú trừ ác thì cái gì đó Phật trời định đó ra nè, là lê thứ hậu lai khổ thiết tha, là tầng ban hậu hận tiên diêu động. Là tầng ban là nói vậy chú đó. Yeah. Hậu hận, cái hậu này là nó hận từ hồi đó giờ ông cha nó. Yeah. Bởi vì nó đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa là tới cái vụ đó, đất cài đó. Yeah. Đất cài mà mình bỏ chạy đó, mình bỏ nhà bỏ cửa chạy, mà nói chung là ám chỉ đất cài. Rồi tầng ba hoàng tiên vọng Nam Quốc liên dân kiếm liên xa, bồn qua đô hội lưu gian quyết, thì nó xuống đây là cả đô thị chết nhiều, rồi dư đảng dọc ngang cấp ma, bây giờ tu không kịp. Yeah. Cái đó có nhiều đó thôi, mà Thầy báo hồi đó vậy ai cũng có coi qua mà đâu có để ý. Rồi tới bây giờ mà cũng không thèm nghiên cứu, bố lo đi làm giàu với lo hơn thua hoài, với tu chừng chừng lớt lớt ở bên ngoài không, chứ thật tâm thì không có. Thấy ai lại nói cái chữ tu mà mình thì có hết trơn rồi, nhưng mà cái tướng không, mà cái chữ tướng á thì là Thầy đã chê rồi. Đây là duyên hợp không, trong Kim Cang nói đây là duyên hợp không, mà mình bây giờ đây cái gì mà nó hư hoại là cái duyên hợp là không thiệt, mà chạy theo cái đó hoài. Thành ra bây giờ năm nay là cái năm đã chuyển quá qua cái đời Thượng Quân Thánh Đức, cho nên nó khó khăn lắm, khó tu mà khó hành lắm. Yeah. Thành ra bây giờ cháu hỏi cái câu mà tầng ban thì nó phải tới. Dạ ông hai ơi, mà có câu là trời ơi sao ó biến bay, xe kia biến lội đó ông hai. Thì lúc đó Đức Thầy ra nè, ra đời bất chiến nổi tiếng từ bi lời lẽ ráng ghi, thành công êm thấm có lắm người yêu, là vì nó vô đây nó làm quá đi ha. Đức Thầy chịu không nổi, Đức Thầy mới thâu ngũ hành. Thì cái năm mà 2000 vừa rồi đó, mấy cháu có nghe thì chả cũng tán ngay cái chỗ thâu ngũ hành đó. Đồ nó có mấy tiếng đồng hồ đó mà dân chúng có làm gì được. Rồi ổng mới quay lại cái đĩa đó của ổng, quay lại ổng mới nhận lỗi, ổng nói còn sai, còn kỳ này tôi có bằng ổng đâu, mà tôi là quả quyết đó. 2000 bị lấy cái câu này mà cho nên tôi mới nhìn nhận, lấy của ông ba, lấy của Phật Thầy Tây An, rồi lấy của Thầy, ba cái chung hợp lại mới nhận được cái nghĩa này. Cái nghĩa này là nó nằm ở chỗ của ông ba nói. Ông ba nó trốn dương gian âm phủ mấy miền, moi ra được câu này thì ra moi ra được hết. Đồng nhất lý thì dương gian âm phủ đồng nhất lý, tự nhiên rồi ở đây cũng có luật pháp, mà dưới âm phủ cũng luật pháp, mà trời cũng có luật pháp thì luật pháp chung. Yeah.
nếu không tu là trình khổ chúng mình không có ai cứu được hết. Mà bây giờ ông mới hỏi lại câu này, ông nói đồng nhất lý mà phải si tiền. Si tiền là cái gì? Ông ra ông dạy đời Phật thầy ra ra năm 1849 ra dạy đời, năm 1849, còn thầy ra dạy đời 1939. Phải là đo từ cái con thước này mà đo tới 1939 phải 90 năm không? Mỗi cái nhiệm kỳ Phật thầy 90 năm. Cho nên hôm trước tôi có vô thì cái đĩa này một lần tôi có nói với anh em, tôi đóng chốt là Đức Phật thầy đang đã già rồi, cho nên Đức thầy ra đời, Đức thầy nói đó, tôi mới lắp cái câu đó của Phật thầy đang nói cho mình biết. Phật thầy nói nay khùng đã hết già quá trẻ, thì Phật thầy đang đã già rồi mà bây giờ hết già lại mượn xác huỳnh danh thanh sắc trẻ, chờ thời thiên định thiết hùng ca. Thì giờ tới thời thiên định rồi nè, thầy mới nói đó. Chứ có gì đâu mà giảng kinh thầy cho biết trước mà mình lựa mình nói. Mà mấy anh nói thôi ông ơi chú ơi, thôi chú đừng nói, không có trúng đâu, không ai bàn trúng. Nếu ai bàn trúng là ông đó tiên thật sẵn rồi. Tôi nói vậy thôi đóng chốt đi thôi, hãy nói dạ, hết nói ông chàng có tôi nói nếu không có lớp 1 gì về đằng sau có đạt mà ông nói vậy là hết nói. Dạ dạ ông hai, mà ông chàng có tiên tri về Biển Đông đó không hay? Có thầy ông nói là tôi không có coi hết được. Dạ. Mà tôi thắc mắc có mình Đức thầy ra đến thân dậu y như thượng tổ đó, nó tức tại sao mới đem rẫy xuống trồng lên mà tại sao ông nói đây cái đó được ăn là nó có mấy năm đâu. Dạ. Thôi rẫy mà nó mấy tháng đi, còn cái này nó mấy chục năm chứ sao mà nói gì, nó tức mò hoài mò không ra. Dạ. Bị gì 12 năm ở trong một cái chi đó, 12 năm nó có cái thân dậu, rồi tới 12 năm sau có cái thân dậu, rồi tới 12 năm sau nó có cái thân dậu, mà nó đã là chín cái kỷ rồi, là 90 năm. Bữa nay 9 cái kỷ 90 năm thì giờ nó mới tới rõ ràng cái kỷ này, cái kỷ chót, cái kỷ dậu này tới là chót này. Cái qua rồi là không biết kỷ gì ông, cái là năm 2019 là cũng kỷ đó. Rồi bây giờ năm 2029 cũng là cái kỷ nữa. Cái kỷ nhau nó cách nhau 10 năm. Nó vô cái kỷ, 10 năm vô cái kỷ. Nhưng mà nữa kỷ với can đó, mà chi với can nó hiệp nhau thì nó đúng. Giờ nói câu này là hiệp nhau cổ cho bậc thầy nói trước nè. Đồng nhất lý mà mình rồi ổng biểu mình phải si tiền là biểu ai? Bây giờ một cái bài thơ gì ta đưa rồi này, rồi trong đó nói đồng nhất lý thì đúng rồi. Mà phải si tiền là biểu ai si tiền? Si tiền là cái gì? Si tiền là cái tiền phải là trước không? Trước là 1839 tức bậc thầy đã đời chứ phải không? Tức là mở khóa 1839. 1849 là khóa của Phật thời gian, là Bửu Sơn Kỳ Hương. Như vậy là phải si tiền, là cái tiền, là cái tiền Bửu Sơn Kỳ Hương đó. Rồi đó, si tiền rồi nghiệm hậu lại. Nghiệm hậu là 1939, là nay khùng đã hết già quá trẻ mới giao lại cho ba đê mượn cái xác huỳnh danh thanh sắc trẻ là Đức thầy mình là ở Hòa Hảo, là có 90 năm nữa thôi, chứ làm gì lên trên 100 năm nữa sao? Phải 90 năm với 90 năm đầu mới gọi là cửu cửu. Nó phải si tiền nghiệm hậu là khó xét nổi nè, câu này không đầy nè, khó xét nổi mà nhị niên. Nhị niên là cái gì? Nhị niên tức là 2 năm. 2 năm là 2 năm gì? Cái đó nó mới khó tìm, khó xét nổi là nhị niên kỷ dậu. 2 cái năm kỷ dậu nó có. Như vậy là Châu Nhi Phục Kỷ nó giáp rồi nè. Đầu này kỷ dậu là vui cũng kỷ dậu. Thì như thầy ra đây 29 cái là kỷ dậu, đúng 90 năm mà cũng kỷ dậu. Phật thầy ra 1829 cũng là kỷ dậu thì nó giáp rồi. Châu Nhi Phục Kỷ rồi. Như là hết việc rồi. Đã giáp dòng rồi. Chờ thiên địa Châu Nhi Phục Kỷ như đời xưa của Gã Tiểu Phòng. Thì cái đó thầy nói đó. Mà Châu Nhi Phục Thủy An Bá Tánh mà thượng cổ Hoàng Ư mới thế tự nhiên cái đó Phật thầy nói nữa, cũng nói trước nữa mà ai mò tới đó. Bây giờ mới ló chút này thấy mới mò được. Giờ mấy cháu thấy được cái câu tôi nói vừa rồi đó. Nam thức quân thần cuồng lão sĩ. Nam thức quân thần là nói Đức thầy đi thâu ngũ hành rồi đó, thì mấy ngày bó tay nó có làm gì được.
thì vậy nó đầu hàng rồi, thì vậy nó yên rồi quá vậy đó. Thì Châu Nhi Phục Thủy Cổ Đồng Lanh, thì đến cái thời Châu Nhi Phục Thủy rồi á, thì Cổ Đồng Lanh là lên đời thượng cổ nè, Cổ Đồng Lanh nè, rồi các nước nó lân bang với mình đó. Việt Nam xưng hiệu tiền đường, nối đời nhà Hớn mà bốn phương phục tùng, phải Cổ Đồng Lanh không? Cổ là đến đời thượng cổ rồi đó, Liễu Hoàng Mai, thì bây giờ Cổ Đồng Lanh thì nước nào nó cũng cống hiến Việt Nam, nó tới đây nó kể Việt Nam như như là ông cha nó vậy đó. Rồi rồi nó cũng hiền lương cũng như mình vậy. Rồi cái đó là Cổ Đồng Lanh, Châu Nhi Phục Thủy Cổ Đồng Lanh. Dạ ông hai ơi, mà có câu gì nè ông hai? Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lễ lừng. Cái đó nó chưa tới, nhưng mà nó bắt đầu nó khởi hành là tới đó, thì nó đi lần tới hoài. Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm thương thế sự lấy lừng nạn tai, là kẻ thì bị nạn nước lửa, người thì bị ôn dịch, người thì bị bơm trái, nhưng mà nó đủ thiếu chết hết, nó cũng dồn tới. Thì cái đó thì đã là nói chung nạn nước lửa, nạn phần ôn dịch, là nạn cái ban thương phần con nhân nít, rồi nạn chìm ghe lẩu bất tồn là sụp đất, nó nhiều cái chết lắm. Thì nó có liên quan đến cái trận mà Đại Hùng Thủy không ông hai? Cái Đại Hùng Thủy là mà không có nghiên cứu cái Đại Hùng Thủy có nữa mà đều, cái Đại Hùng Thủy là để mà tẩy cái dơ bẩn đi hết, có trận Đại Hùng Thủy mà cái người nào á còn sống được đó, nước nó lên dữ lắm, lên tới đọt dừa đó, rồi mình lên chót núi ông két nè, cái lời anh em nói lại đó, thập dò dưới dừa rửa chân núi ông két này đó, bây giờ còn ai? Nếu mà nói như vậy thì cũng còn người nào nuôi ông két đó, giờ ông két cũng khó đó, người ta đi nuôi ông két hoài đó, người ta cũng biết vậy, nhưng mà ta tin hay không mà mình không dám nói. Đó là trận Đại Hồng Thủy đó, là nước lên nuôi ông két mà rửa chân đó. Mấy ông kỳ lão đó, mấy ông cũng nghiên cứu dữ lắm, mấy ông biết vậy mà ông chết hết rồi, nhưng mà trên đời cao gọi các linh hồn chắc gì nữa cũng dự hội à. Mấy ông đó có mất nước tôi mà có điểm rồi đó thì không mất. Dạ thưa ông hai, qua cái lời diễn tả của ông hai á, thì con biết được là trận nước lửa, rồi nạn nước lửa, sụp đất, rồi như vậy thì bệnh trái ban nhiều quá thì chết hết rồi sao ông hai? Không, ví dụ nhiều mà đâu phải, ví dụ như cái trận này cháu, cái phần cháu nằm trong cái trận nước với lửa. Còn con nít thì nằm trong trái ban, rồi giả dối tu đây, nằm trong ban trái, đang quánh thức, đang ông tu kích chính lợi, chứ đâu có gì. Những cái gì xảy ra cũng là tàn, là đánh thức chúng sanh. Mà cái là lửa cháy dòm lừng trời, lửa cháy thanh niên thì hết đánh thức rồi. Tiêu điều sản vật điền viên thành trong biến hóa với miền trung ương ở đây. Là không có đánh thức ai nữa được, mà lúc này còn đánh thức. Cũng như đây nè, tôi nói thẳng một câu là mấy chú còn gượng gạo là Quan Âm nữa ha. Chơi đúng là Quan Âm á, nó cũng khổ mà nó còn đỡ hơn. Rồi cái Quan Âm Giáp Thình nè, Giáp Thình rồi tới cái là mà Ất Tỵ đó ha, là hai năm đó rồi, hai năm đó rồi hết, còn tu mà không còn sửa nữa. Cái đó bây giờ đi trống thùng thùng thì nạp bài rồi. Còn bây giờ chưa trống thùng thùng thì ông nạp được, nhưng lúc này còn vài năm nữa được. Giải phóng thì là ất mèo, cũng mèo à. Nó thì là hết việc luôn, lo hết rồi. Rồi qua Năm Thình, không biết ông Trạng nói Năm Thình gì không? Ủa ông mà cái gì vật chỉ cái gì ông, cái ông Lan đó, cái ông vật chỉ Lan cái gì đó, bác vật Lan đó. Ông nói cái câu chót quy hoàng nam bắc niên canh kỷ, thì ông cho biết là niên canh kỷ là tức là canh tí là mới 2019 bắt đầu khởi rồi đó, thì ông cho biết thì khởi đó, khởi tới giờ nè. Khởi thì trong cái khuôn đó 10 năm đó là ông tu sao đó, ông tu còn tu không được, ông chết. Là nó siết tới từ trong năm đó, nó nằm trong cái phạm vi đó còn tu được. Cũng như tôi nói ông đây, ông tu ráng năm nay với Quan Âm đi. Được. Còn trên nữa là chắc mình cũng bay hồn khiếp vía kể từ đây. Tu cũng hết nổi. Bị đi chết quá rồi lớp thì thôi đi. Rồi ai đâu mà mình lập công bồi đức. Bây giờ mấy ông còn đi lập công bồi đức được. Rồi con điều chỉnh người ta tu được. Vì vậy trận dịch này còn điều chỉnh là tu. Nhưng mà trận dịch này xảy ra năm mới ra đời 39 là trong quyển 4. Ồ quyển 3 mà hỏi chứ tới bây giờ bao nhiêu năm rồi. Rồi bây giờ mới bắt đầu tu, mà giờ tôi thấy họ cũng lơ là qua rồi đó, họ hình như không nghĩ tới.
bệnh dịch gì mà cũng không nghĩ. Mà cái bài đó của thầy nói nó rải là rải lắm. Dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây, khuyên trần sớm liệu bóc phai. Liệu liệu bóc phai là ý nghĩa là sao? Cháo rau đỡ dạ là ăn cần ở kiện đang mà lo tu đó. Đó. Đừng khi những kẻ đuôi mù đến sau sẽ khổ gấp người mù đuôi. Mấy ông giàu giờ khi mấy người ngu hết sao đó, mấy người khổ. Khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua. Rồi nhắn cùng bổn đạo gần xa là có chiều ai đâu. Mà tu hành phải trì trí, trì là nắm giữ hoài. Trí là cái tâm mình nó chỗ một, một chỗ một. Trí đã quyết thế nào cũng được. Đừng hèn yếu trước điều cái ngược. Chớ rụt rè trong cuộc nan nguy, là lúc này nan nguy này hay rụt rè lắm. Phải kiên trinh và phải đủ gan lì, thắng chướng ngại, thắng kỳ thử thách. Đó là lời của hai đinh sĩ. Nhưng mà ông cũng ông đúc mình vô thầy, ông là đệ tử duy nhất của thầy, ông là Bồ Tát tiếp tay với thầy, cũng như chí đã quyết thế nào cũng được là cái đá bài đó của ông. Cho nên đó là tu hành trì chí, chữ trì là không có buông, nắm giữ hoài. Trong kinh Kim Cang cũng nói trì là nắm giữ hoài, không buông, chết sống gì cũng không buông hết. Chữ chí là chí đã quyết, thì hai cái tâm, tâm và ý nó nằm ở chỗ một. Còn cái tâm của ý của mình nằm chỗ giàu có sang trọng, chí đời chưa tới, còn tôi cũng thẳng tu đó, chí cái chỗ đó cũng là cái ý chí, là chí đó khác. Cho nên tôi nói mấy cháu dễ nhận với dễ hiểu lắm. Cả kêu lớn nhỏ đệ huynh từ đây nhẫn nại chống kình làm chi, bút nghiêng mới lâu lợi làm thi, hẳn cho bá tánh hết nghi tinh tà. Đó là đề để chân đất Bắc. Nói rồi đất Bắc mình á, cái bốn câu chót nó hay gì nè. Đã chạy cho nó quán bốn chót nó hay, mà tôi hỏi đồng đạo không nào biết. Tôi nói thầy nói gì bốn con chót rồi, ông giải dùm bốn con này coi. Đất với nước hậu lai dinh diệu là cái gì? Không nào biết. Tại nó không biết, tại nó không cần đó. Cái đó có liên quan đến là đất Bắc sâu quá, ruộng sâu, tàu mang đến đó mà dân câu đặt lờ không? Cái đó là cái đó nữa, cái thảm khổ ngoại vậy đó. Cái chỗ đó, cái vùng đó nó không có phước như mình. Còn mình đây được ở miền Nam là có duyên với Phật, với trời, cho nên mấy cháu cũng, bây giờ mấy cháu phải ráng làm. Còn ngoại không có nói cái vụ đó. Tàu mang đó căng lâu đặt cờ là bị đây nè, ví dụ quýnh mà không được rồi nó đem bơm nó dọng dài trái ở chợ Đê Hồng Hà đó, thì Trung Quốc chết lắm cuộn hết trơn rồi. Rồi mình ở đây ở đó thành biển rồi, thành biển rồi thì tàu mang đến đó nhân câu lạc lờ là ý muốn nói nó tanh bành chí quýt hết rồi đó. Tôi cũng có nói nít rồi, đều không có nói nhiều. Tôi nói quý vị coi thấy tôi nói nó có đúng hợp với quý vị với hoàn cảnh là sự hiểu biết á, thì quý vị ráng dựa vào đó tu đi để nhờ thân sau. Chứ tôi thì cũng không phải tôi nói là tôi lên tiếng là tôi hoàn toàn tôi nói đúng, nhưng mà tôi dựa trên văn tự của Phật thầy và của Đức thầy đó. Thì hai ngày đó có một cũng một, và như thí dụ Phật thầy giờ già rồi, giờ sẽ 90 năm rồi mới chuyển lại cho Đức Bình Giáo Chủ, nó mượn sát Bình danh thanh thắt kẻ, rồi mới chờ thời thiên địa thiết hùng ca, trời đất định cho thầy. Ta dừng tay chờ đợi lĩnh tiên, Đức Ngọc Đế xử văn gia chúng, thầy cũng chờ lĩnh trời vậy chứ đâu phải không chờ. Mà lĩnh trời với lĩnh của thầy thì, nói đây thì nó có một, thì sẽ phải nói tiếng chờ vậy đó. Chứ đúng ra là thầy không có chờ lĩnh thiên, nhưng mà thầy dưng lĩnh Ngọc Hoàng. Đức thầy xuống đây là dưng năm sắc lĩnh. Một là Đức A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc. Hai là Đức Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà thế giới này. Lời ba là Quan Âm Nam Hải. Bốn là Minh Vương. Năm là lĩnh của trời, thay dân lĩnh của trời. Năm sắc lĩnh. Là năm sắc lĩnh. Muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lĩnh bảo ta thiền dạy. Đó là một sắc lĩnh của Đức Thầy. Rồi khùng dân lại dân lĩnh Tây Phương Phật Tổ cũng A Di Đà. Rồi câu này là thầy mới nói là ta thừa dân sắc lĩnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, là sắc lĩnh thứ hai. Dân lĩnh cái ông giáo chủ ở cõi Ta Bà, còn A Di Đà là ông giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Vậy hai giáo chủ, nhưng mà giáo chủ A Di Đà kỳ này xuống đây, xuống tại đây lập Long Hoa Đại Hội tại đất nước này. Thở thế gian chứ không phải đâu gì trên kia.
Nằm mà suy gẫm biết hết ra nè. Đều thấy nó ló nhiều cái. Như lời ông hai thì mình nên làm theo lời thầy dạy nha ông hai nha. Làm theo lời dạy nó hợp thức quá. Còn cái kia nó hợp cái thiên cơ, nhưng mà cái hành thì nó có chỗ khác. Bị bây giờ như trong tứ diệu đề mà thầy chuyển lại, hồi trước tập đạo đề trước, bây giờ thầy chuyển lại tập đề, bị mình nhiễm quá phải tập luyện. Cũng đổi, cũng phải đổi hơi chút mà. Khi mà đổi cơ. Chứ không phải thầy sửa lại, đổi cơ nhưng cũng vậy. Nhưng bên mấy ông giá nhà sư đó, đâu có nói thiên cơ. Tu hoài vậy thôi, hết từ người này nói tu vậy. Mà tu đúng thì đắc quả. Cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến mà bị ông tu rồi, mấy ngàn năm nay mà ông này lên cũng tâm sao xuyến, ông nội lên cũng tâm sao xuyến, ông khác cũng tâm sao xuyến. Rồi nào tu hoài không thấy ai thành. Thầy mới bởi chữ tu liền với chữ hành. Ông tối ngày ông sao xuyến, ông vọng tâm hoài, ông nhớ nhà cao cửa rộng, ông nhớ vợ nhớ con hoài, xong thành thật. Phải gạt bỏ hết. Rồi chính bây giờ mình cũng vậy đó, bây giờ mấy ông đó cũng nhớ thật. Không có nhiều, mình nhớ vợ nhớ con, nhớ sự nghiệp nhiều. Bây giờ cái đó là mình cho cái đó giả, tạm cho mình sống được rồi. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ bữa là ngày đặng có tu thân thì thôi vậy. Vợ con cũng giả, cha mẹ cũng giả, thế giới này cũng giả luôn. Dạ thì ông hai, sao mà người ta nói là chừng nào nước xuôi chảy một mái thì thầy giờ ông hai giải cái... Hai làm thơ, bài đó không biết của hình như miệng nói, tôi cũng nghe làm thơ mà dán cây cui. Chừng nào nước lớn, chừng nào nước lớn mới gió xuôi thầy về. Nước lớn là muốn ám chỉ cái gì chứ không phải chừng nào gió thổi, không có. Chừng nào nước lớn mà gió xuôi. Thì cậu hai, ổng hồi đó ổng đi Mỹ, ổng đi Nhật á. Ổng nói lạng nam cơ bắc khổ ai bi. Đầu đề ổng dám nói vậy đó. Rồi mượn kế đông du đãi lịnh kỳ. Rồi hai câu sau nữa. Cái người ta thấy ổng viết vậy, người ta mới lấy viết ra biên. Biên cái hai câu trên, cái hai câu dưới, cái biểu ổng nói hai câu dưới sao cậu nói lại coi. À không, để tôi về tôi ráp. Giấu luôn là thiên cơ. Rồi cái hỏi ông nói gì cũng chỉ rõ. Ông nói chừng nào cậu về nói tôi nữa, tôi có gian Nhật tôi về. Chừng nào Nhật nó gác thân sân nhất tôi về. Rồi cái gì cũng nói Nhật không, rồi giờ cái đó phải lộ không. Cũng như ông có cái bài của cậu hai, ông nói nè. Mấy ông cũng trong, tôi cũng trong. Trong trong rựng, trong cho rựng rựng bóng ô hồng. Ô hồng cũng ám chỉ Nhật rồi. Xoay đời tét bét màn u tối, mở mắt quần mê được lánh lòng. Nếu dí như chưa mà chưa gặp có thì là đó phải chờ không. Xin phân cạn lẽ cho tôi rõ, mấy ông trong tôi cũng trong. Bài đó còn ai viết hồi ở Việt Nam chưa đi. Mà trong cho rựng rựng bóng màu hồng là cái gì thì đó chứ đâu nhớ cái ai. Mà xoay đời tét bét màn u tối, mở mắt quần mê là mình lột cái mê bỏ hết, được lánh lòng. Rồi nếu dí như chưa là nó chưa tới đó. Nếu dí như chưa thì chưa gặp cái khó. Hay ghê không? Cái văn gì nó lạ lùng á. Thì là đó phải. Thì là đó phải chờ không. Ông hỏi cô đó. Rồi xin văn càng lẽ cho tôi rõ. Mấy ông cũng trong, tôi cũng trong. Còn ai nói vậy? Trời. Ai không trong? Dạ. Là cuối, cảm ơn ông hai rất nhiều ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.